Nên mình thấy cái câu này là Đức Thầy đã diễn tả cho biết một câu này mà nó ý nghĩa sâu. Bởi vì mùa màng mà khắc đói rồi, khắc đói là coi như là thêm nữa là đói đau rồi, thêm không hút nữa. Như vậy là quý vị thấy khổ không? Kêu mình phải thức dậy, tầm đạo chánh của khùng, đặng sao xem liệt quát chánh hùng. Như vậy là mình tu đi mình mới xem được liệt quát chánh hùng. Bây giờ mình xem chưa? Người tu là sẽ thấy, từ từ sẽ thấy nó còn ghê hơn nữa. Đặng sao xem liệt quát danh hùng, được sinh sống nhờ ơn chính bệ. Quá phép lạ biết bao mà kể, chính từng mây nhạc chổi tiêu thiều, nhưng mà kẻ tà gian sao bị lửa thiêu. Người tu niệm sống một cái bầu nhiệt huyết, phải có một cái đại hùng đại lực. Mình để chi? Để đem truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật mới từ bi vô lượng. Bởi vì mình sống trên cõi đời này là đời người là vô thường, là ngắn ngủi nữa. Như đồng đạo mới vừa hỏi hai câu giảng đó, là mùa màng hắc đói đau không thuốc. Như vậy là mùa màng tại sao hắc đói đau không thuốc? Như vậy là ý nói đây đó là Đức Thầy đã diễn tả cho biết là việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn rồi, cho chẳng hạ tường nơi lao lý. Có nghĩa là việc biến diễn thiên cơ các cấp, Thầy đã tiết lộ cho mình biết là sau này cái cảnh khổ nó mùa màng, là nói về cái sự mà đồng đạo hỏi là lúa rồi mà sao không có bóng, là do nơi cái gì. Bây giờ mình nói đây tới cái giai đoạn này đi rồi, mình thấy rõ ràng là do nơi cái thời tiết chiến tranh, khối độc đạn bom nó bắn, rồi nào là những cái chất thải nó xả ra trong những cái nước, rồi mình bơm lên mình tứ thì ảnh hưởng đến cái chất độc. Thành thử ra là những bây giờ, hồi xưa còn cá còn ra nghe không hay, bây giờ cá đồ nó đâu có còn sanh diệt được, mà chỉ có còn cá nuôi là nhiều. Cho nên thành thử ra mình nói ở đây là những cái sự mà diễn biến tới đây là do nơi con người chúng ta gây tạo không à. Mà Đức Thầy đã cho biết á, là tức là vì cái nhân quả của chúng sanh gây tạo là do nơi cái gì? Tức là mình chế cũng vì tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế. Những sự ấy đã xô đẩy con người vào những cuộc chiến đấu ác liệt. Rất như là chiến đấu ác liệt gây những thảm họa tài trời, những tấn tuồn giặc giả, cướp của, sát nhân, những vụ nầu da sáo thịt và những tương sát tương tàn, những điều hung hăng bạo ác cũng do sự tham lam mà ra cả. Thì hôm nay do nơi cái chỗ đó mà mình mới gây ra nè. Tại sao Ngài ra đời là một vị Phật rồi Ngài không có cứu được là gì? Ngài chỉ nói giảng kinh đó đó cho mình tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, là tự mình tu, tự mình đó là trao tâm rồi tự mình sửa thì mình mới trừ được cái tội mình. Bởi vì ta có phép vệ linh cũng đâu có cứu được đâu, phải không? Ta có phép vệ linh cũng đâu có cứu được đâu. Thầy nói là ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, lý thiên đình hoạch định, cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan, ta đây tiên không thể đem phép vệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên, là do nơi con người chúng ta gây ra cái quả không à. Mà hôm nay Đức Thầy ra đời là mình đã có thiện căn, có duyên lành rồi đó quý vị. Tức là Đức Thầy nói là mùa màng hắc đói đau không thuốc, là hiện bây giờ đó là Đức Thầy đã nhắc cho mình biết nè. Những cái người mà nhìn mình nhìn thấy đi, những cái người mà khổ làm sao mà có mà tiền để mà mua thuốc, mua là coi như là gạo thóc để ăn. Hắc đói là rồi gạo thóc, là bây giờ là nó ra cái thời tiết này ở trên nè. Ông biết cái người mà trồng xài đó mà nắng lên đó hen, mùa sương này ông để ông hứng đi nước cái lá mà nó tắt bạc đi lạnh quý vị đồng đạo. Như vậy thì tức là ý nói đây là những cái mùa sương bây giờ nó lại, nó những cái chắc nó mặn rồi nó làm đủ thứ, nó ảnh hưởng đến cái thời tiết. Cho nên là Đức Thầy mới nói mùa mà trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Như vậy là mình thấy rõ ràng nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi, còn cái gì nữa đâu. Mà hiện bây giờ là Thầy đã diễn tả cho biết là mùa màng thắt đói đau không thuốc. Có chứ quý vị, đau không có thuốc luôn là gì bây giờ nè. Đức Thầy đã diễn tả cho biết là sau này là một cái thời gian cạnh bệnh bệnh Covid có không? Có, nhưng mà hiện bây giờ nó còn diễn ra ở bên Đài Loan đó. Hiện bây giờ ở bên đó nó còn bệnh ghê rồi á, và những cái chỗ mà coi như là nó lan tràn ra rất là nhiều. Như vậy thì mình thấy rõ ràng là Đức Thầy đã tiên tri cho biết trước không? Cho nên nói là Ngài nói hội công đồng xem xét hẳn hồi, sai chư tướng xuống răng chằng thế, đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Từ nay luôn nghe không ai? Từ nay lao khổ đến cùng, không có ngưng chạy chỗ nào hết. Người tu mới coi như là người ta không có là sợ cái gì thôi, chứ còn cái người không tu là sẽ đi theo cái chu kỳ là lao khổ đến cùng.
Kẻ dương gian khó nổi thung dung mà người bạo ác không còn tánh mạng, thì cái người bạo ác này không còn tánh mạng nữa. Như vậy là bắt đầu tới cái thời kỳ lọc lừa sàng sảy con tiên cháu Phật. Như vậy là mình thấy là Đức Thầy đã diễn tả cho biết là cơn này thế giới lắm không ba mới lừa lọc con tiên đang diệt quỷ tà. Cho nên mình thấy cái câu này là Đức Thầy đã diễn tả cho biết một câu này mà nó ý nghĩa sâu. Bởi vì mùa màng mà thắt đói rồi, thắt đói là coi như là thêm nữa là đói đau rồi, thêm không thuốc nữa. Như vậy là quý vị thấy khổ không? Đây là Đức Thầy đã diễn tả cho biết đây là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, mà chỉ cho mình phải giác ngộ do tu đi. Phiên bổn đạo chớ nên mê ngủ, kêu mình phải thức dậy tầm đạo chánh của khùng, đặng sao xem liệt quắc chánh hùng. Vậy là mình tu đi mình mới xem được liệt quắc chánh hùng. Bây giờ mình xem chưa? Người tu là sẽ thấy, từ từ sẽ thấy nó còn ghê hơn nữa. Đặng sao xem liệt quắc chánh hùng, được sinh sống nhờ ơn chính bệ. Quá phép lạ biết bao mà kể, chính từng mây nhạc chổi tiêu thiều, nhưng mà kẻ tà gian sao bị lửa thiêu. Người tu niệm sống đời thượng cổ. Như vậy thì mình phải gắng lo tu chứ còn đợi gì nữa. Ta ra sức viết câu huyền bí, chúng văn ơi ráng kiếm ráng tầm. Như vậy là mình phải ráng kiếm ráng tầm, mà thầy đã diễn tả cho biết nghe tới câu nào là mình thấm thía. Tại sao mà thầy nói ráng kiếm ráng tầm? Ông nói giống thú kia là loại sanh cầm mà còn biết kiếm tầm đạo đức, thú vật biết tu hành náo nức, còn người sao chẳng rứt hồng trần. Việc tu hành phải dạng nghĩa ăn, cho kinh sấm chúng văn thường thấy. Như vậy là nói chí tiết lộ thiên cơ cho mình biết luôn. Như vậy là chữ bát chánh rõ ràng trong giấy là chân truyền của Đức Thích Ca. Người tu hành cần phải tìm ra. Bởi vì ngài là một vị là coi như là Thích Ca ngày xưa là ngài nghiệm gì, nghiệm tứ khổ, nên ngài tầm đạo. Thì đây là đồng đạo thấy, lại thêm cái mùa màng thắt đói đau thuốc, là đây là ngài đã đi ra bốn cửa thành, thấy sanh lão bệnh tử, ngài mới nghiệm tứ khổ, nên ngài tầm đạo. Sanh già bệnh chết thì ngài nói là cho nên nó là mới tìm cái phương pháp để làm sao không còn sanh già bệnh tử nữa, tức là sanh già bệnh chết nữa đó, không còn nữa. Như vậy thầy mới nhắc lại cho mình biết là gì, có nghĩa là bệnh với tử thì ai cũng có hết trơn á. Từ kim chí cổ, sanh với già hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca xưa ở lầu đài nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đạo. Vì là mình kêu mình phải gắng cố gắng lo tu tỉnh đi, mặc ai khinh ngạo. Như vậy là mình phải lo tu tỉnh chứ còn đợi gì nữa, thấy không? Như vậy thì hôm nay mình phải gắng lo tu, gấp tu mau, tu lẹ trễ thời kỳ khó gặp đặng ta. Bởi vì cái là Đức Thầy nhắc cho mình biết là phải mau mau kiếp kiếp chuyên cần. Chúng sanh còn có lập thân hội này, có hội này mà mình không chịu lo tu nữa còn hội nào nữa đâu. Đến kỳ thi danh thầy chạm bảng mà trên đài cao gọi các linh hồn. Như vậy thì hôm nay mình ráng lo tu thì tới chừng đó đó là mình được về cái dự hội mà Đức Thầy đã cho biết là sao làm hội thì già quá trẻ khắp hoàn cầu đổi xác thay hồn luôn. Có nghĩa là mình tin sâu vô cái lời của thầy đã dạy mình, là mình tin không? Mình tin thầy mình là Phật không? Tin. Còn cái chuyện thầy nói tin không tin thì cũng mặc tình, chớ ta lắm công trình dạy dỗ. Mình thấy như vậy đó. Bây giờ mà tại sao ngài ra đời ngài mới nói một cái đoạn này, rồi anh em mình nghiệm kỹ thôi. Ngài nói chỗ này nè: khắp lê thư nghe lời thì ít, chốn sơn lạnh bây giờ mù mịt, cho nên dân già kia chẳng nghe lời. Kể từ nay nói chuyện chiều mới, chớ chẳng nói dòng dài khó hiểu. Như vậy là mình thấy rõ ràng không? Đức Thầy nói khắp lê thứ, tức là tất cả hết trơn luôn. Nghe lời thì ít lắm. Tức là hiện bây giờ đó là mình nói tới đây nè. Đức Thầy vì lòng từ bi ngài mới lâm phàm độ thế, nên chi nguồn thương vô tận ấy các ngài mới thị hiện ra đời để ban vui, cứu khổ cho vạn loại chúng sanh. Cho nên vì lẽ đó mà ngài đi đến đâu giúp người khao khát không hay. Nhưng mà đi đến đâu phải giúp người khao khát, ngặt giếng sâu khó múc mau đầy. Tại sao khó giếng sâu mà khó múc mau đầy? Bởi vì đi đến đâu ngài cũng giúp hết, nhưng mà cái giếng sâu khó múc lắm, nhưng mà làm sao mau đầy được đấy? Là vì văn đông đảo lời truyền chẳng khiết, nên ta mới mượn cây ngồi viết, đặng tố chằng tâm ý người xưa. Như vậy là ý Đức Thầy mượn hạ bút hằng để viết ra những cái sấm giảng để truyền. Chứ cái thời năm 1939 thầy ra đời đó, ít có người khám rõ cơ quyền lắm.
bởi vì ông nói giả điên giả dại giả khùng rồi đó, hay là xuống thị thiền đừng là đi dạo lục châu đừng gì chẳng dám nghỉ ngơi, mà Lê Thứ nào đâu có biết dạy đạo chánh gì thương Nam Việt mở cao miên gì mến đàng hoàng, trở về Nam đặng có sửa sang cho thiện tính được rành chân lý. Như vậy thì mình thấy là Đức Thầy nhắc cho mình biết là lúc nào Ngài cũng tức là đi đến đâu phải giúp người khao khát. Thì hôm nay mình cũng vậy chứ không phải riêng Thầy, bởi Thầy đó là ta nay Thầy chịu lĩnh về Tây rồi, tạm ngưng đạo đức ít ngày Thầy qua, nhưng mà để lại cái giáo pháp cho mình nè. À, Đức Thầy nói sao? Phải mở rộng cửa từ bi giúp người đang mong đợi, mong đợi việc tu hành. Thầy nên giảng việc lành cho người mê giác ngộ là phổ tế chúng sanh. Có nghĩa là hôm nay Đức Thầy nhắc cho mình biết là mình phải đem cái đạo lành để ban rải nơi nơi. Bây giờ mình thấy rõ ràng không? Hiện bây giờ là Đức Thầy nói một câu này mình thấy thương Thầy không có gì. Ta bây giờ tu niệm tầm thường, tu niệm mà tầm thường luôn đó, nhưng mà sao danh thể nha quý vị, xạ hương khắp chốn, có chưa đồng đạo? Có hết rồi. Bởi vì tầm thường lắm nhưng mà sau này danh thể xạ hương khắp chốn, bây giờ mình giấu trong chỗ kín cũng thơm đầy nhà nữa. Như vậy là mình gắng lo tu đi, Bức Thầy còn thương chúng sanh mà còn nhắc cái chỗ này nè. Bây giờ là nghe lời Thầy dạy đi rồi sau này sẽ hưởng hết, không sai. Vậy là cõi ta bà bất luận gái trai tin như thế thì hết ai phạm tội. Như vậy là mình tin tưởng mạnh thì đạo mau đắc quả. Đạo có tin mới có thể tu, nếu tu không tin thì đạo mờ lưu, mà đạo tin mạnh thì lỗi nào cũng bỏ. Tin biết xét thì tin sáng tỏ, tin không si tin đó tối tăm. Cho nên tin tưởng là căn bản rành rành, không si xét tin càng nguy hiểm. Vì đạo chánh thì là rất hiếm, còn đạo tà khỏi kiếm cũng ra. Bởi vì cái thời kỳ này Đức Thầy đã cho biết là sao? Thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma chờ mở cửa quỷ dương xuống thế, nên ta mới ra tay cứu tế sao? Kẹo chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Thấy không, đồng đạo hỏi câu này rất là tuyệt vời, nó nhiều lắm nhưng mà tôi chỉ nói gom gọn cái hiểu biết của mình là Đức Thầy nhắc kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng, tức là ý nói là chúng sanh mình bây giờ là bệnh nhiều cái chứng bệnh gì kỳ dị kỳ khó kể lắm, mà sắp từ nay lao khổ đến cùng nè. Kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không còn ánh mạng. Thì hôm nay nếu mà mình không giác ngộ tu gấp đó ha, thì đến chừng đó mới trời ơi đất hở, mang khổ hình vì bởi không tu. Là Đức Thầy nhắc tại sao mà phải kêu mình tu, mà tại sao không gắng tu đặng mà chết, mà con cái không gắng tu đặng mà sống, phải không? Mà tại Ngài kêu ráng tu đặng mà chết, chớ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Như vậy thì đồng đạo hỏi cái câu là mùa màng thắt đói đau không thuốc. Như vậy là cảnh khổ nó sau này nó diễn biến tới là như Đức Thầy có nói một câu là trong bổn đạo từ nay kim chì đổi với nghèo sắp đến bây giờ, vì thương đời nên lão kể sơ cho bá tánh rõ lời châu ngọc. Như vậy là vì thương sanh chúng Ngài mới tỏ cho mình biết nè. Tức là Ngài nói là sao? Thương quá sức nên ta bệnh rịnh, quyết độ đời cho đến chung thanh. Phải không quý vị? Thương chúng sanh mà còn bệnh rịnh rồi quyết độ đời. Độ đời chừng nào là coi như mà chúng sanh mà còn chìm đắm trong bể hồng trần này, Ngài không bao giờ Ngài ngồi ở trên ngôi vị được đâu. Quyết độ đời cho đến chung thanh. Mà nếu thế gian này nè còn chốn mê tăng thì ta chẳng an vui cực lạc. Thấy không quý vị? Đức Thầy mình mà thương mình vậy thì giống như ông hai làm cha mẹ. Có khi nào đứa con hư hèn mà bỏ nó đâu, cũng vẫn thương, phải không ông hai? Thương. Nhưng mà con cái là tại sao? Vì thương chúng sanh mà nó không nghe thì tới chừng đó đừng có trách. Đã ba la con rồi, ba nói với con rồi, con ráng lo sửa đổi lại tốt lành đi, rồi là sau này con không có khổ. Mà không nghe thì tới chừng đó là trời ơi đất hở nè, mang khổ hình vì bởi không tu. Cho nên á là cái người mà tu á thì được ông cha âu yếm thương mến là nói về Đức Phật mình á. Còn cái đứa mà không có tu hiền đó thì chỉ ném lòng mà chịu sự trách cứu đó thôi, chứ làm sao mà âu yếm đặng. Như vậy thì hôm nay mình thấy là Đức Thầy vì thương sanh chúng á, Ngài mới thệ nguyện. Thệ chỗ nào? Quý vị ơi, Đức Phật mà còn thệ, mà vậy mà mình còn chưa chịu tu nữa, mình thấy uổng không quý vị? Đức Thầy nói sưng sang ảm đạm ánh sương mờ, thệ quyết một lòng chẳng bỏ ngơ. Có sông, có núi,
cùng cây cỏ mà độ tặng chúng sanh khỏi dạy khờ. Như vậy là lúc nào ngài cũng quyết chí phải làm sao cho chúng sanh giác ngộ tu hành, ngài mới yên tâm nơi mới về nơi ngôi vị. Nhưng mà thầy đã nguyện thề luôn, độ chúng sanh chừng nào mà hết khổ ngài mới về trên ngôi vị. Cho nên có một câu này thề mà Phật đã thề rất là triệt, coi như là hết lòng với mình luôn á. Bị gì nói chúng sanh coi như là hết lời luôn à. Mà có nhiều khi không tin mới thề, chứ ông Phật ở đâu rảnh đâu mà thề cho mình. Kể từ nay tiên Phật thánh thần lo dạy dỗ dương chằng chẳng xiết, hay là kể từ rày giàn lộn với thao Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế rồi. Như vậy là ông Phật ông thương chúng sanh ông mới thề. Chứ đúng ra là tại sao mà ông Phật mà còn thề, thôi để ông ngồi trên ngôi vị chảnh đi xuống đây đổ chúng sanh mà thề làm chi. Thấy chúng sanh khổ đau an lòng đặng, xong thiền gia mới cứu vớt sanh linh. Có nghĩa là ngài là cho bá, muốn cho bá tánh dạng mình, tức là muốn cho bá tánh khỏi khổ khỏi cực nữa, thầy mới thệ nguyện cho chúng sanh kỳ này phải tu nghe đồng đạo mình, chuyến này phải tu siết vô chứ không có đợi chờ gì hết. Lần này lần thứ chót rồi, đây cái chỗ này thầy thề chỗ này nè quý vị. Thầy độ chúng sanh là ngài có nói một câu là nếu chừng nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian, bể trầm lưng này mà khô cạn sáu đàn tăng sĩ mới trở về nên thanh tịnh. Có nghĩa là thệ nguyện chừng nào mà chúng sanh tu hết ngài mới trở về nơi thanh tịnh, chừng nào mà khô cạn sáu đàn này nè ngài mới trở về chảnh, phải không? Tại sao ngài đắc đạo quả rồi ngài không ở chảnh đi mà còn phải len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chế khen? Là vì quá thương sanh chúng. Quý vị biết câu nào mà Đức Thầy than không? Đức Thầy nói nhìn văn châu lỵ ủ ê, biết sao chút hết gánh về ta mang, rồi mang cho hết tai nạn thế giới mà kẻ tâm lành bớt đạo trời trong. Tức là ngài gánh hết trơn, đem hết những cái đau khổ cho là của chúng sanh cho vào mình của thầy hết, gom hết đi. Nhưng mà con cái sao? Thầy kêu mình phải gác lo tu thầy mới gánh, còn mình không chịu tu mà lỡ Phật ơi độ cho con mạnh giỏi, độ cho con khỏe khoắn, độ cho con giàu có gì, cái này Phật không độ. Phật chỉ độ cho cái người hữu duyên, mà cái người mà biết tu hiền đó Phật mới độ. Không cái ông lợi ông gái Phật ơi độ cho con là trúng số hay là gì đó, là độ cho con làm ăn đó, là phát tài gì đó, cái này là Phật không có độ à. Phật chỉ độ vừa đủ ăn, vừa lo cho mình, vừa giúp ích cho đời. Chừng bỏ sát thì có cái khác đó. Phật từ bi thì độ trong nhân vật, là lực kinh dạy gắt tinh tường, nếu chẳng nghe hồn vướng tai ương, chừng ấy mới kêu mời khó đước. Như vậy là Phật chỉ độ cho mình vừa tu vừa làm, cư sĩ canh điền lo nghề cài cuốc, cũng chuyên tu hành xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao chia, gắn công trì niệm sớm khuya, nhưng mà thân ti còn tục, tâm lìa cõi mê. Ông Phật ông dạy mình, ông kêu mình phải làm sao vừa làm vừa lo cho mình, vừa giúp ích cho đời, là chỗ này nè. Chừng bỏ sát thì có cái khác. Tại sao ngài mới nhắc cho mình biết là thái tử sĩ đàn ta, ngài là vợ đẹp con cưng, ngài coi như là về là cái sự mà ngài hy sinh, là coi như là thấy cái sanh lão bệnh tử ngài mới tìm con đường giải thoát. Đó là lìa cha già vợ đẹp con cưng, thăng chẳng xó sông pha bờ bụi. Ngày thở ấy năm 19 tuổi tâm đại hùng cương quyết tu trì, thì hôm nay mình cũng là dễ tu nhất. Là gì? Là hiện bây giờ là mình tu theo con đường trung đạo nghe anh em đồng đạo mình. Con đường trung đạo tức là con đường giữa, không say mê sự đời cũng không khắc khổ cái thân, tức là đường ấy là đường giữa. Có nghĩa là hai bên bờ nhị biên, có nghĩa là ganh ghét ham lam giận hờn sân si, cái này là mình đừng có dướng vô. Bây giờ mình tu rồi, mình phải có cái lòng từ bi, nay con nguyện bá tánh dạng văn từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Mà mình gặp người ta mình ganh ghét hờn là thảm muôn vậy, nhưng mà người ta ghét mình, mình không có quyền ghét người ta, nghe không hai? Cái này là đồng đạo mình nhớ nghe, người ta ghét mình chứ mình không có được quyền ghét người ta. Cái này mình nhớ anh em đồng đạo mình tu đi, thôi bây giờ mình ráng nhẫn trăm điều ác hại chớ gây, nếu bền tu như lấy lửa cọ cây, nơi bùng lắm mới nở đầy sen đỏ, nghe không hai? Thấy không? Như vậy là mình ráng cố gắng, mình bền chí có ngày thông thả. Thì bây giờ mình theo cái lời của thầy dạy mình ẵn nhẫn tỳ thờ, vậy mới gọi khôn ngoan hữu chí. Ta ra sức với câu quyền bí là cái chỗ này nè, thấy không? Như vậy thì Đức Thầy đã nhắc cho mình đắng nam nhi ẵn nhẫn phải tỳ thờ, vậy mới gọi khôn ngoan hữu chí đây nè. Hay là còn ẵn nhẫn đợi thờ chưa đến nên phải làm kẻ mến người khinh, thì hôm nay chúng ta phải gán có một cái sự nhẫn. Nhẫn là gì? Không hơn thua. Bây giờ ông hơn thua ông nghĩ đi, được cái gì? Tranh luận ăn được cái gì? Thì hôm nay Đức Thầy cũng vì lòng từ bi, giống như trong nhà mình đó,
là tại sao cái đứa con nó nghe và đứa không nghe, là vì do nơi nó khảo đảo, nó nhồi quả mình đủ cách hết trơn. Cho nên á, là ông nhồi quả cho người hành đạo nè, lúc nguy nàng khối chí cùng chăng, nếu bền lòng mới vị quả cao thân, cũng vì do cái cảnh mùa màng thách đối này nè đồng đạo, đau không thuốc cũng do nơi cái này nè, hết vợ hết con hết coi như là cha mẹ mới kiếp trước còn trong mộng ảo, kế kiếp sau đã đáo Tây Phương, chí phàm nhân không thể đo lường, trong khi được gặp khai đường tỏ ngộ, chí như kẻ đã mù từ nhỏ bỗng một hôm được tỏ sáng ra, thấy hoàn toàn hai cảnh khác xa, vui mừng ấy kể sao cho hết. Rồi bao nhiêu cái nặng nề mỏi mệt bỗng nhiên trong nháy mắt tiêu tan, rồi bỗng thấy lòng thông suốt minh quang, rồi bỗng thấy sắc nhẹ nhàng phơ phớt ấy, đại khái trong khi tỏ ngộ không thể đem mô tả bằng lời, sự nhiệm màu quyền bí tuyệt vời. Ngoài cái người tỏ ngộ thì khó thấu, bởi chim khôn lửa cái lành mà đạo người khôn, tìm chánh đạo mà thờ, đừng học theo những thứ bá dơ mới có thể gặp cơ tỏ ngộ. Bởi vì đời mà pháp này quỷ ma rầm rộ, tìm Phật tiên đâu có phải dễ dàng đâu. Người muốn tu thì phải kiên gan mới có thể lọc thao vàng cho kỹ, rồi tìm cho thật chân đạo lý thì ngày kia mới khỉ lòng mình. Thì mình ráng cố gắng là ngày nay mà không tìm đạo lý thì ổn lắm, ngày nay đạo đức chẳng màng rồi sao, dẫu có tiền ngàn khó mua, dầu cho mình có tiền bạc chắc đầy trời cũng không mua được sống đời truyền sanh, sống tranh đua chết cũng xương đàn. Cho nên mượn cái đúc huệ đánh tan mùi tục lỵ, tức là đúc huệ là gươm trí huệ của mình đó, gươm trí huệ từ bi chớp nhón, có nghĩa là cái người có trí rồi bắt đầu là lúc đó mình biết cái cuộc đời này là gì, tạm giả, có gì đâu, thế chằn tạm giả gạt đời ta, lướt khỏi sông mê khỏi ấy hả. Như vậy là nhiều khi nói, có nhiều người nói là ông nói vậy là thế chằn tạm giả, mà tôi thấy có giả, có nhiều người người ta mê, người ta đâu có biết giả. Nhưng mà ông Phật ông nói sao này à, gặm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ao, cuộc chi quan thường giết khách tài hoa, nghe chuông linh sâm dứt bể ái hà, kẹo giặt dục cuốn lâu vào bể khổ. Chứ nghĩa là giặt dục là những cái giặt dục ở trên cõi đời này nó cuốn lâu vào bể khổ, cho nên thầy mới nhắc mình đó, vì lòng từ bi ngài mới gắng sức ra công khuyến dỗ, dình thuần phong mỹ tục của rồng tiên, tập ở ăn theo nó thánh hiền lòng tu tỉnh, giờ Phật tiên nói chí thà Phật tiên đã nói cho mình biết đây là cõi đời này tạm thôi, chẳng thế là chỗ tạm nương, cũng như quán trọ ở ven đường, mỗi người là khách dừng chân tạm rồi sẽ đi về chốn diễn phương, chết rồi cũng nắm lấy hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non, chỉ có tội với phước hỡi còn, đến nơi thẩm phán thì cửa son yên đại, phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều thì xa độ nhiều ngày thắm thơi. Nếu kiếp này mình không tu đó ha, thì kiếp này là kiếp sau đó, thì khi mà mắt nhắm mắt hồn liệt khỏi xác thì quỷ vô thường nó dắt xuống diêm đình, sổ sách kia tội phước linh đinh, phạt với thưởng hai đường tỏ đỏ. Mà Đức Thầy đã nhắc cho mình biết, nếu không tu á ha, là coi như là chốn âm ti ngu đầu mã diện đang trong ngày, tới số bất hồn, nghe câu này là mình phải giật mình. Cõi âm thần bệnh xấu dịch ôn, chờ mãn phước ra tay bẻ họng chứ còn cái gì nữa. Bởi vì cái câu này là thầy nói thực tế luôn, để cho mình thấy được mình giác ngộ mình tu. Bây giờ hôm nay mình không chịu tu đó ha, ở dương thế này nè, tạo nhiều cảnh khổ đi, xuống quỳnh tiền địa ngục khảo hình, ti lưới chờ thưa rộng thinh thinh, chớ chẳng lọt những người hung ác. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác thì quỷ vô thường nó dắt xuống diêm đình, sổ sách ghi tội phước linh ninh, phạt với thưởng hai đường tỏ rõ. Cho nên hôm nay mình ráng lo tu thì Đức Thầy đã giới thiệu cho mình biết, tin thầy mình không, tin thầy mình thì mình phải tin vô mình mới lo tu. Để tìm cực lạc đây rành đường ngõ dày, mau mau tu tịnh mới màu. Cho biết trước luôn, này hơi lộ lộ chút xíu nha, tặng thế gian còn có bao lâu mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Có nghĩa là Đức Thầy đã diễn tả cho biết đời hạ nguyên ngày nay mỏng mẻo, mà hạ nguyên nay đã hết đời. Bởi vì là mình biết cái đời người là vô thường ngắn ngủi lắm đó, ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi tiêu hao, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm lại có chút nào vui đâu. Cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế dương, tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mắt tìm phương của mình. Như vậy là hằng ngày gắng sớm chiều gắng chí nguyện cầu thì sẽ được.
tò chương dược kế. Mình tin thầy mình đi, còn cái chuyện mà quý vị tin không tin thì cũng mặc tình. Chớ ta lắm công trình dạy dỗ, bởi vì đem hết những cái tinh hoa mà thầy đã là coi như là cái sự tu tập của ngài mới đem là cái giáo pháp lại cho mình là gì, quyết dạy chằng nên nói là thường cho sanh chúng đời nay dễ biết. Thì đây là những cái lời thường mà đồng đạo mình đọc hồi nãy, đó là cái câu này là nó diễn biến tới là cái cảnh khổ. Ở đây là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, rồi cảnh thanh minh sen báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui việc đáo. Thầy thương chúng sanh ngài mới tỏ hết câu huyền bí cho mình nghe nè. Bởi vì á, Đức thầy có nói câu như thế này nè quý vị, mình cần nên thương thầy. Thấy không? Như vậy là thầy nói sao? Xúc động tâm hoài gọi chúng sanh thoát ly cảnh tục sớm tu hành giác thiền đến bên đưa người thế chớ đắm hồng trần nẻo lời danh. Như vậy là Đức thầy vì lòng thương chúng sanh mà xúc động tâm hoài gọi chúng sanh là kêu bổn đạo ơi, hay là bổn đạo ơi thức dậy tầm đạo chánh của khùng, như vậy là kêu mình, hay là ai ơi tỉnh dậy, dậy rồi đi dục thúc cho mình này. Cả kêu văn chúng hỡi ơi, kêu như vậy đó mà còn chưa chịu tỉnh, sao không thức tỉnh việc đời rằm bên khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm nền chính quán. Như vậy là nó khổ đà, coi như là khổ không thể nào mà tả được. Vậy thì mình phải lo tu gấp chứ. Bây giờ ngồi ở đây huynh đệ chúng ta nhắc lại cái lời thầy để chi, để chúng ta gắng lo tu. Chứ ở đây nè, tôi nói nội mấy ông mà ngồi nghe ở đây mồ hôi mồ hám nó nổ ra, huống chi tôi ở đây mà tôi là nhắc lại cái lời thầy mà quý vị mà không chịu về lo tu nữa thì thôi quá ổn rồi. Đức thầy vì thương sanh chúng ngài còn thệ nguyện sao? Thề thương chằng ta cũng ráng thề, đặng cho bá tánh liệu bề tu thân tu hành đi, chẳng được đức ăn thì ta chẳng phải sát thân người đời. Quý vị biết đó là tại sao mà thầy ông Phật ông còn thề. Còn vậy thì thầy nói là thương chúng sanh ngài mới thệ nguyện, mà mình hôm nay mình có cái bổn phận cũng vậy nghe. Bổn phận ta phải noi theo chí đức, và bổn phận của chúng ta phải đem cái đạo lành ban gãi nơi nơi. Mà đức thầy nói tới với thầy nào quán thân lương, muốn cứu thế xá chi bùng trịnh nghe không hay. Như vậy là tới với thầy không có quản thân lương, muốn cũng thấy xá chi bùng trịnh. Như vậy thì hôm nay mình biết đó, Đức thầy đã diễn tả cho mình biết là sao. Cái câu này là mình đọc thường mình nên mình hay, anh em huynh đệ chúng ta nhớ cái câu là dụng bá nha lên dây đàn khải, lo cho đời hình dốc ốm gầy. Mình lo cho đời rồi hình dốc ốm gầy, gầy như hôm hai gì nè. À quên, như vậy là mình quên hết trơn rồi, quên cái dốc ốm gầy này luôn nè. Đó, như vậy là quên dốc ấm gầy, ngài hằng mong gặp hội rồng mây, xanh men mét mà hên cũng còn đỏ đỏ chứ chưa xanh. Xanh là mà coi như là hy sinh rồi, là lúc đó không có lo, là coi như chưởng tho cái thân mình mà này xanh men mét cũng thay thịt xác. Đi đến đâu mới giúp người khao khát, có nghĩa là mình đi đến đâu mình cũng giúp người hết, là không phải mà thầy ở đâu mà ở trên Tây Phương mà xuống đây, mà tất cả chúng sanh đều có làm được hết. Bởi vì thầy đem cái lệnh ta thừa dương sắc định thế tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp, tức là mình có bổn phận diều dắt với nhau. Bởi ngày xưa ông đi vô trong cái một cái như cái thờ của mà Đức thầy ra đời đó, thì có một người học giả vắng thầy chứ sự sống của ông như thế nào, thì một người này nói như vậy, hỏi xong rồi cái Đức thầy mới đáp đó, khỏi Đức thầy mới đáp đó là tôi làm thế nào để phát hiện được đức tính cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phúc lợi cho toàn thể chúng sanh, đó là thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Thì hôm nay không lẽ bây giờ ông Phật ở đâu ở trên ông đi xuống đây, đức thầy đi xuống đây đi giáo hóa sao? Tức là thầy nói là mỗi một người phải có cái bổn phận đem đạo lành, mỗi một người có là ai lòng nhân hoặc chép hay in mà truyền bá đặng nhiều phước đức. Như vậy là mình có cái bổn phận phải là làm y theo lời thầy dạy. Nó như vậy thì đó là cái bổn phận của chúng ta. Cho nên hôm nay mình có cái trách nhiệm, chứ mình đừng nghĩ rằng thầy làm mới được, thầy còn mình cũng phải có trách nhiệm chứ. Mình là đệ tử. Thầy nói là ta chịu lệnh Tây Phương thọ ký,
Dình Nguyệt Long đặng cứu Dương Chặn, hay là có chỗ thầy nói là ta vì Dương Sắc Định Ngọc Thò đền Linh Khú Sơn Trung chịu mạng, hay là Quan Âm Nam Hải Phổ Đà cùng thầy ra lệnh nên ta giáo truyền, thì bây giờ mình có cái bổn phận thầy truyền cho mình, thầy nói cho mình, thầy nhắc nhở cho mình, anh em mình đây cũng vậy nè, là có người là một người cũng được, chỉ nói một người mà người ta biết giác ngộ ăn chay niệm Phật làm lành là quý rồi, tu một thở cứu thân mình cái vĩnh kiếp là ngang, vớt được mình còn cứu mẹ cha. Thiền to một chiếc sấm ra tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi, tức là mình giác ngộ mình tu thì mình cứu được của quyền mình luôn. Cho nên mình nhớ cái câu mà thầy đã kêu mình giáng tu đắc đạo cứu của quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên đi, ráng cố gắng mình tu đắc đạo là được đạo, là con đường mình biết trở về con đường chống nó tránh rồi nè. Hằng ngày mình cúng lại đó là mình đắc đạo, là gì, là hằng ngày mình được cái đạo, là đắc là được, đạo là con đường chỉ cho mình. Cho nên chờ một mặt sáng đầy thiên hạ, cầu một cây đưa cả muôn người, tu là việc lớn con ơi, cứu cha mẹ được độ người cũng xong. Như vậy thì hôm nay chúng ta phải có cái bổn phận là dạng mười ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Thì bây giờ thôi trở lại cái vấn đề mà đồng đạo hỏi mùa màng hắc đối đau thuốc, nó cũng giống như vậy đó. Mình lo cho cha mẹ mình đi, tu đâu tu bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Ý nói cái câu là tu ở nhà mà thờ cha, có nhiều cái tai hồi đó con nhậu nè, còn nói tu đâu tu bằng của nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu mà tối ngày lo nhậu không, mà ông già mình bỏ bê tha, bà già mình cũng bỏ luôn. Đa số tôi hồi đó tu chính tôi chứ ai nữa. Tôi nói không có cần đi đâu xa hết, tu đâu tu bằng tu nhà, mà hằng ngày ở nhà lo nhậu làm cho cha mẹ buồn không. Mỗi một người mà làm cho cha mẹ buồn đó là tội mất cái tuổi thọ mình trong vòng thời gian, là nói tuổi thọ mình nó nhiều lắm nha, một ngày cái tuổi thọ mình đó, chứ không phải mỗi ngày đó mình làm cho cha mẹ buồn rồi là chết đi một ngày tuổi thọ của mình. Như vậy thì mình tu ở đâu quý vị? Cha già là Phật Thích Ca, mẹ già là Phật Bà Quan Âm, không có đâu xa lạ hết chứ. Hằng ngày mình cầu cho cụ quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương nè. Vậy thì mình ráng là bổn phận chúng ta phải có cái hiếu, hiếu chung lòng chớ vội quên, sống lo chọn đạo hát lên tiên đài. Xét thấy đạo hiếu là quan trọng, là yếu tố quan trọng không thể thiếu của người tu Phật. Đó, như vậy là hôm nay là kinh Phật đã dạy cho mình là hiếu tâm tức thiện Phật tâm, hiếu hạnh vô biên Phật hạnh. Như vậy là quan trọng chúng ta phải có cái hạnh hiếu là đứng đầu. Ví như cha mẹ cổng, tức là con mà cổng cha mẹ đi giáp hòn núi tu di cũng không bằng cái công ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục. Mà con cái bây giờ không, nó bỏ hết trơn rồi. Ông cha ở trước ngu si mà ngay mà thật hơn thì đời nay, học lo lợi dụng tiền tài lên quan xuống huyện ăn xài lả lơi. Thấy không, bây giờ mình thấy rõ ràng không, nó đâu có còn coi như là nó chê bai ông cha mình yểm cụ nghinh tăng đó, đời yểm cụ nghinh tăng, hay là coi như là nó chê, nó coi là học chữ nghĩa làm sao cho thông cho thái, rồi đặng xê sang đài cát khe xe tàu, tiếng làm miền mà mừng cửa miệng làm màu ở trong tâm ý mưu mô đủ thế. Như vậy thì là coi như là mình học cho cao siêu lên, nó học cho chữ nghĩa thông, cái mình khi dễ ông cha mình dốt nát. Hồi xưa ông hai học mới lớp 3, cái mình học lớp 5, lớp 7, hồi đó ông học thua tôi lắm. Ông học mới có lớp 3, ông nhỏ. Mà nhưng mà một rất đi là lớp nhỏ mà hiểu rộng. Còn cái đứa mà học lớp cao đó, bây giờ nó coi không có còn kể là coi như là quân thần phụ tử gì hết chứ. Nó là cha mẹ anh em gì hết á. Thì thôi hôm nay mình nói gọn, nói nhiều khi xe lơ tình nghĩa lắm. Nói nhiều lắm xe lơ tình nghĩa, nhưng mà chữ hiền lành trao trẻ cho xong. Cần chi gạn hỏi diễn dông, làm người chưa dạng thì khó hồng lãnh thơ. Thì hôm nay đồng đạo mình hỏi hai câu, một câu giảng là mùa màng hắc đối tao ông thuốc. Câu giảng này mà ông giải mà cái câu giảng này nó tuyệt vời lắm, nhưng mà nếu mà câu nữa nó còn nhiều nữa. Thôi bây giờ á thì anh em huynh đệ chúng ta cũng còn cái thời gian mình chia sẻ, rồi nếu mà mình ngồi đây mình nói hoài thì nó ngán. Vậy thì hôm nay đó mình ráng cố gắng nghe lời thầy dạy đi, bởi vì đức thầy nói chẳng thế lợi danh dắt mộng tràn đời cùng tiên Phật hạ phàm gian, rồi hỏi ai tâm trí mau tầm đạo, tầm đắng hiền từ cứu thế gian. Tức là kêu mình tâm trí người có trí phải tầm đạo đi. Đức thầy nói là nha, nay Dương Chằn gặp buổi mưa ngâu rồi, phải sớm hứng giọt sương đông hạ, tức là Phật qua đời rồi. Xưa nay không có mấy khi Dương Chằn có Phật vậy thì xuống đây rồi, còn gì nữa mà mình không chịu lo tu, mình mãi chần chờ gán ăn chay niệm Phật cúng lại làm lành. Và đức thầy cũng nhắc cho mình biết là phải gán muốn tu tỉnh nay đà gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Như vậy thì hằng ngày chúng ta gán là cúng lại niệm Phật ăn chay làm lành, như vậy là hằng ngày chúng ta làm như vậy thì làm theo lời chỉ ngài gài gặp ta. Cuối cùng kết thúc lại đó là làm hết các việc từ thiện, tránh những điều độc ác,
quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Như vậy thì đây là bổn phận mình phải làm y theo lời của thầy dạy. Cho nên thành thử ra hôm nay chúng ta phải gắng cố gắng là lo tu tỉnh mặc ai khinh ngạo. Như vậy thì hôm nay chúng ta gắng cố gắng đi mặc tình ai dèm pha tai tiếng, sửa tâm lành như miếng hoa thơm, đến chừng qua nở dị đơm thì là chằng phế mới hòm bẻ qua. Thôi thì mặc tình ai dèm pha tai tiếng là ý nói đây là dèm pha đó. Coi mình gắng lo tu ha. À, là dầu ai có nói ta là người quấy, ta cũng cam bụng chịu tiếng lời, nhưng mà nhớ cái chỗ đó nhịn được mới hay. Cho nên những ước mơ hồi quy thượng cổ là hết câu ấy ố dèm pha. Phương Nam rạng ngọc chói lò, lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng chung chánh trực, quân cùng thằng náo nức vui tươi. Liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đông chào người chân tu. Và Nam Mô Di Phật. Rồi thôi đến đây cũng cầu chúc cho toàn thể chư quý vị một ngày vui vẻ an lạc, và cố gắng tinh tấn tu hành. Nam Mô A Di Đà Phật.